chào các bạn. Tôi tên là Kim Hi Sun. Năm nay tôi 17 tuổi rồi đó. Mà quên, 12 giờ khi này tôi tròn 18 tuổi rồi. Ba mẹ của tôi là doanh nhân bất động sản nổi tiếng nhất ở Sài Gòn đó, cho nên dành rất ít thời gian cho tôi. Mà không sao, tôi còn có một người chị tên là Kim Hi Sun. Lúc 5 tuổi chị ấy bị bệnh nên cơ thể ngừng phát triển. Mặc dù đã 20 tuổi rồi đó, nhưng chị ấy cũng trông hình hài một đứa bé rất bụ bẫm. Hiểu được sự mất mát của chị hai tôi rất thương chị, và chị ấy cũng rất thương tôi. Chị em tôi chia sẻ bất cứ thứ gì có được cho nhau, yêu thương nhau lắm đó. Nhưng có một thứ mà chị em tôi không bao giờ nhịn nhau được, đó là trai đẹp. Ê Xuân hả con? Con chưa dậy à? Dạ chưa ba. Vậy ăn sáng uống sữa đi con. Em dậy chưa con? Dạ chưa. Cho ba gặp em một xíu nha. Dạ. Trôn xì ba gặp nè. Ba ơi, 12 giờ khuya nay mới sinh nhật con mà. Ba với mẹ có công việc đột xuất ở Đài Loan nên không về mừng sinh nhật của con được. Ba mẹ sẽ bù lại cho con một món quà, một chiếc xe môi trường. Con chịu không nè? Ngày sinh nhật của con, ba mẹ không về cũng không sao. Mà hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của em nó. Ba mẹ cũng biệt tâm, cho cuộc đời của hai chị em con buồn quá. Con không có cần xe cộ gì hết á. Con chỉ cần ba mẹ về dự sinh nhật của con với chị hai thôi. Mười mấy năm rồi, không có năm nào sinh nhật của con mà được ở bên cạnh ba mẹ hết á. Ba xin lỗi hai con. Sao nha. Mà quên, tuyệt đối hôm nay hai đứa không được ra khỏi nhà khi chơi quậy phá nha. Bye hai con. Dạ. Khi bước bên anh, nghĩ suy chín chắn em hỏng còn xanh. Đêm nay ta chơi tới bên nhà anh, lên ta cũng tăng đen trắng đỏ xanh. Được đi bên anh vui suốt năm canh, điều gì anh thích thì em sẽ chiều. Đừng có ngại ngần anh ơi, đừng có ngại ngần. Em chưa 18 thì anh không dám theo đuổi em phải không? Anh chớ lo chi, yêu em anh chớ lo chi. Khi tàn đời nay vui tỉnh cơn say, em cũng 18 rồi. Xin lỗi hai cô chủ, ông chủ có dặn không cho hai cô ra khỏi nhà. Chị hai, tại sao ba lại có thể đối xử với mình như vậy chứ? Hôm nay hot boy y chang xuất hiện tại ba khay rượu. Em muốn gặp Y Chang, em muốn gặp Y Chang à. Mày bị vậy lâu chưa? Mày làm ơn đừng có đi tới đi lui nữa được không? Tao nhức đầu quá à. Để tao tập trung suy nghĩ cái coi. Tao có cách rồi. Thì phải gì hả? Mình nhảy xuống nha. Dễ. Chị vui không? Chứ em không có vui rồi đó. Em nhát quá chị Si ơi. Coi chị nè. Cái gì vậy? Em quăng giày đâu mà. Làm chị hết hồn à. Đâu rồi? Cứu chị ơi, cứu chị ơi. Chị hai, cứu chị ơi, cứu chị ơi. Chị hai, chị đâu rồi? Chị có sao không? Chị đâu có sao đâu, bình thường nè. Xuống đây, nhanh lên. Ôi, em sợ lắm. Em không xuống là chị đi gặp Y Chang trước đó nha. Không thể như vậy được. Em muốn gặp Y Chang. Em muốn gặp Y Chang của em hả? Vậy mới là em của chị chứ. Xuống đây. Ôi em sợ quá à. Chị đi gặp Y Chang trước đó nha. Em muốn gặp Y Chang. Em muốn gặp Y Chang. Chị hai ơi, em đã làm được rồi, cuối cùng em đã làm được rồi, yeah! Mày có vui không? Tao hiểu vui rồi đó. Em xin lỗi chị hai, em xin lỗi chị hai, em xin lỗi chị hai. Cũng kịp giờ rồi. La 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 la. Mày la, vui không? Chứ tao là tao không vui rồi đó. Mệt thấy bà luôn. Nhưng được gặp trai đẹp là khỏe liền. Trai đẹp muôn năm, trai đẹp muôn năm. Quá à. cái cảm xúc hả? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Không ngồi xấu rồi đền bộ tù cho tôi đi. Đền cái gì? Bộ đồ của tôi nè, rách hết trơn rồi mà nó không đền. Thứ gì đâu á, mày trai thấy ơn hả? Nghĩ sao vậy? Trai có gì đâu phải mê. Đồ ngu muội. Ngu muội. Anh đi trai ơi. Anh Sang có bò thôi, có bò. Dạ, mời anh vô. Tươi. Giờ sao chị? Em chưa đủ 18 tuổi nữa. Người ta không có cho em vô ba. Rồi sao chị? Chuyện của em sao chị biết được? Chị có vui không? Chứ em không có vui rồi đó. Cạnh tranh thì phải công bằng chứ. Chị có cách của chị. Này, con ơi con còn nhỏ lắm. Không nghe được. Nha, về nhà chơi nha. Wow, 20 tuổi. Mời quý khách. Chị hai, mình phải cạnh tranh công bằng chứ. Quý khách vui lòng xem chứng minh. Em chưa 18, vì vậy em không được vô đây. Mời em về. Chú ơi, con xin chú đó. Chú cho con vô con gặp y chang đi chú. Khuya nay con 18 tuổi rồi đó. Con xin chú đó chú. Chú ơi. Đi về. Bấy nhiêu đó đủ tuổi chưa? Dạ, đủ tuổi. Đủ chưa? Đủ chưa? Bấy nhiêu đó đủ tuổi chưa chú? Dạ, đủ rồi chị. Mời chị ơi chị. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xóa tóc ngồi bên em. chưa tiêu tí. Khi bước bên anh, nghĩ suy chín chắn em hỏng còn xanh. Đêm nay ta trời ơi bên nhà anh, lên đó cũng tăng đen trắng đỏ xanh. Được đi bên anh vui suốt năm canh, điều gì anh thích thì em sẽ chiều. Đừng có ngại ngần anh ơi, đừng có ngại ngần. Em chưa 18 thì anh không dám theo đuổi em phải không? Anh chớ lo chi, yêu em anh chớ lo chi. Khi tàn đời này vui tỉnh cơn say, em cũng 18 rồi. Khi bước bên anh, nghĩ suy chín chắn em hỏng còn xanh. Đêm nay ta trời ơi bên nhà anh, lên đó cũng tăng đen trắng đỏ xanh. Được đi bên em vui suốt năm canh, điều gì anh thích thì em sẽ chiều. Đừng có ngại ngần anh ơi, đừng có ngại ngần. Em chưa 18 thì anh không dám theo đuổi em phải không? Anh chớ lo chi, yêu em anh chớ lo chi. Khi tàn đời này vừa tỉnh cơn say, em đủ 18 rồi. Ôi, xem những người giết tặng quà sinh nhật cho ra rất là nổi tiếng luôn á. Hai con. Ủa? Mẹ của con đâu? Mẹ của con đi thay đồ rồi. Bá điệu lắm. Không biết một ngày bá thay bao nhiêu bộ đồ nữa. Điệu dữ vậy hả? Ngồi đây nha, để chú lấy thêm trái cây cho con nha. Ly này của mẹ con nè nha. Muốn thịt em tôi hả? Đâu có dễ đâu con. Ủa, hồi nãy tao thấy mày biến hình hay lắm mà. Sao giờ phải đi thay đồ hả? Chị lanh quá à. Kệ em. Wow, mới đi thay đồ nhanh vậy? Dạ. Xịn tin quá. À, hôm nay người làm về quê hết rồi. Anh không có gì đãi hai mẹ con hết. Tự ra anh làm á. Hai mẹ con ăn đỡ nha. Đây, đây là lụa quan mà anh nói với hai mẹ con đó, do chính gia đình anh làm. Mời em thử nha. Con còn nhỏ không uống rượu không được. Nhưng mà con uống nước cũng cùng với chú luôn nha. Dạ. 1, 2, 3. Yeah. À, thật sự hôm nay thì anh rất là vui khi mà được quen biết hai người con của em. Thì thôi mà, anh sẽ có trách nhiệm với những gì anh làm. Làm sao có thể được chứ? Khi mà 5 phút nữa em mới đủ 18 tuổi. Thế hả? Thì chứ, em của con mới có 17 tuổi à. Em của con? Em chưa 18 mà. What the hell?